tu trừ bỏ tất cả hạnh đại Bồ Tát, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, là tu bát nhã ba la mật đa. Phật dạy: Thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, nếu Đại Bồ Tát tu trừ bỏ sắc, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng là tu bát nhã ba la mật đa. Lại nữa, thiện hiện, nên dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu này mà nghiệm biết Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Nếu Đại Bồ Tát tuy hành bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa mà không chấp trước, thì phải biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Nói rộng cho đến nếu Đại Bồ Tát tuy hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà không chấp trước, thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, có các Đại Bồ Tát bất thối chuyển chi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, không chấp nhận lời nói và sự chỉ dạy của người khác là quan trọng, chẳng tin riêng vào lời người khác mà có hành động, không bị tham dục, sân giận, ngu si, kiêu mạn làm tạp nhiễm, cũng chẳng bị chúng lôi kéo tâm. Cũng có Đại Bồ Tát bất thối chuyển chẳng bìa bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Có các Đại Bồ Tát bất thối chuyển khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, nghe thuyết về bát nhã ba la mật đa thâm sâu này, tâm họ chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng sửng sốt, chẳng hoang mang, chẳng thối lui sự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Đối với bát nhã ba la mật đa thâm sâu, hoan hỷ ưa nghe, thọ trì đọc tụng, thông suốt một cách rốt ráo, chú tâm suy nghĩ như thuyết tu hành, thường không nhàm chán mệt mỏi, nên biết Đại Bồ Tát bất thối chuyển này, đời trước đã nghe nhiều về nghĩa lý bát nhã ba la mật đa thâm sâu, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, tinh tấn tu hành, tâm không chán mỏi. Vì sao? Vì do Đại Bồ Tát này nghe thuyết bát nhã ba la mật đa thâm sâu như thế, tâm chẳng kinh khiếp, chẳng khủng hoảng, chẳng sợ hãi, nói rộng cho đến như thuyết tu hành, thường không nhàm chán mỏi mệt. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Nếu Đại Bồ Tát nghe thuyết bát nhã ba la mật đa thâm sâu này, tâm chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng sửng sốt, chẳng hoang mang, chẳng thối lui sự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đối với bát nhã ba la mật đa thâm sâu, vui vẻ ưa nghe, thọ trì đọc tụng, thông suốt rốt ráo, chú tâm suy nghĩ như thuyết tu hành, thường không nhàm chán mỏi mệt, thì Đại Bồ Tát này vì sao tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu? Phật dạy: Thiện hiện, Đại Bồ Tát này liên tục tùy thuận hướng đến và đi vào trí nhất thiết trí, nên tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu này. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Đại Bồ Tát này làm sao tùy thuận liên tục hướng đến và đi vào trí nhất thiết trí khi tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu? Phật dạy: Thiện hiện, khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến và đi vào không vô tướng vô nguyện, hư không vô sở hữu, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, không tạo không tác, như giấc mộng cho đến như thành tầm hương, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến và đi vào trí nhất thiết trí khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Như lời Thế Tôn dạy, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến và đi vào không vô tướng vô nguyện, nói rộng cho đến như thành tầm hương khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến và đi vào trí nhất thiết trí khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Đại Bồ Tát này khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu là hành năm uẩn cho đến trí nhất thiết tướng chăng? Phật dạy: Thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng hành năm uẩn cho đến trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này liên tục tùy thuận hướng đến và đi vào trí nhất thiết trí, không người nào làm được, không kẻ nào phá hoại được, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ, không phương, không bờ cõi, không số, không lượng, không qua, không lại, đã không thể nắm bắt số lượng qua lại, thì cũng không có năng chứng. Thiện hiện, trí nhất thiết trí như vậy không thể dùng năm uẩn chứng được, nói rộng cho đến không thể dùng trí nhất thiết tướng chứng được. Vì sao? Vì năm uẩn tức là trí nhất thiết trí, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng tức là trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì hoặc chân như của năm uẩn, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp,
đều là một chân như không hai không khác, nói rộng cho đến hoặc chân như của trí nhất thiết tướng, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác. Thế nên trí nhất thiết trí không thể đem năm uẩn chứng được, nói rộng cho đến không thể đem trí nhất thiết tướng chứng được. Hết quyển thứ 512.